Rồi, không để các bác chờ đợi lâu nữa nhé. Này mà sẽ cái này đúng ra là mình phải dùng cái khăn nó đây này, giấy ăn này nó vẫn vẫn sẽ bị bám bụi vào. Vì bác nhìn này, cái mặt này nó bằng gốm sứ đấy. Nó bóng hầu như nó càng dùng nó càng bóng. Này, em đeo găng tay vào để nó tránh, có nghĩa là khi mình lau xong mà mình không đeo găng tay nó sẽ bám vân tay lên đây này. Nó sáng như gương luôn. Nó nhìn chưa? À, những con này bây giờ nó cũng phải còn có những trang bán bây giờ nó phải còn 6 đến 70 triệu trở lên đấy bác. Còn cái giá không nói giá ngày sản xuất nhá. Cái thời gian sản xuất ra thì nó gần 300 triệu không nói rồi. Nhưng đến bây giờ thì chắc chắn là nó cũng phải ít nhất cũng phải 6 70. Nhìn chưa? Đây là con V2 Signature. À, số thứ tự của nó bác nhá, 1110457. Dòng này sản xuất theo số lượng chứ không phải sản xuất đại trà. Không phải là nó nhiều con đâu bác, không có. Đấy. À, tại sao lại những con V2 như thế này thì nó lại đắt tiền? Bởi vì nó là kiệt tác, nó được được chế tác bằng thủ công, tất cả bằng những người tay người thợ lành nghề chế tác tất cả những cái sản phẩm này bằng thủ công á, bằng tay chứ không bằng máy. Thì cả tất cả những ốc điểm vàng hoặc là những điểm khắc chế chi tiết này là bằng tay hết. Bằng tay ạ. À, con này bác nhớ nhá, đời này đời cao, con này có bàn phím tàng hình. Tàng hình là gì? Tàng hình là khi nào mình ấn vào đây. Đấy thì màn bàn phím này nó mới hiện lên lên. Bàn phím nó hiện lên lên. Nhá, thì nó bàn phím số nó hiện lên, còn không thì nó lại tắt đi. Đấy, không nó tắt đi. Đây. Nó bàn phím một tàng hình. À, cái logo này thì nó có nhiều mẫu lắm, có nhiều màu để các bác lựa chọn lắm. Cái nền thay này, đồng hồ này nó rất là nhiều lựa chọn cho bác. Đấy. Nó rất là nhiều lựa chọn và tất cả những cái phím điểm phím này đều bằng vàng hết và phím này đều chế tác bằng tay bằng thủ công ạ, người thợ lành nghề bằng thủ công chế tác luôn đấy nhé. Này unlock đấy menu nhìn chưa, nó nhìn nè những con này đấy, nên là khi mới sản xuất ra nó mấy trăm triệu cơ, mấy trăm củ. Thì em gọi em search cái nhá, em search luôn để, em có bác search luôn nhé, để search luôn để xem là con này là con nào vào tu signature đúng không, tìm Google Google vào tu signature vào tu signature đây rồi bác ơi, đây vào tu signature đây. Hiện tại bản đã có sử dụng nhá. F2016 là 2016 bác nhìn thấy chưa? À, 79 triệu đồng. 79 triệu đồng cho dùng thử có 15 ngày thôi bác ạ. Dùng thử 15 ngày. Hỗ trợ thêm là giá cao, đúng chưa? 79 triệu đồng. Được chưa? Mà con này chỉ vỏ thép trắng thôi bác ạ, không thể vàng gôn như của em Tuấn được nhá. Thép trắng. Ok chưa? 79 triệu. Điện thoại vỏ tu signature. Ok chưa? Đây. Lò nhà nó đấy. Ra bác ạ. Nghe chưa? Ok chưa? 79 triệu. Đấy bác nào cần gõ đây. Ra hết đây. Thông báo luôn này. Và tôi xin đi chờ tất cả. Nó không khác gì con của em, nó đúng hết rồi. Thì không cần nói nữa. Thôi thôi. Em cho cái này bỏ đi bác nhé. Mình không nên dùng clip của người khác. Nó không hợp lý. Em đọc cái thông số cho bác này. Toàn bộ máy được bao phủ lớp cái này không nói rồi. Đây kích thước đây, kích thước có hết nha, 130 nhân 42 nhân 13. Ở trọng lượng từ 166 gram đến 238 gram. Độ phân giải 240 nhân 320 pixel. Kính chống xước có, thẻ nhớ không, danh bạ 2000 danh bạ. Kết nối 4G, Bluetooth. 4G ok rồi. MP3 rung sắt có hết, jack cắm 3.5. GPS không, radio không, con này thì nó độc quyền rồi. Ngôn ngữ Anh, Pháp, Đức, Tây Ban Nha, Trung Quốc. Đấy. Đứng đứng chờ lên đến 300 giờ. Có thấy chưa? 300 giờ cơ mà. Thời gian đàm thoại 5 giờ là 2G, 3 giờ là 3G. Ghi âm có wifi không? Nói tóm lại như thế thôi các bác thấy không? Khi người ta sản xuất ra con này gần 300 triệu. Chào em toát hết cả mồ hôi. Gần 300 triệu đồng bác ạ. Wow, vãi trưởng. Thế thôi, nhưng mà nó là hàng VIP của các bác đấy ạ.
tất cả những bác cầm trên tay những con này thì nó không phải đơn giản đâu bác ơi. Bác nhìn này, cái đường men gốm của nó này, càng cái này càng dùng càng bóng, cái này, này càng dùng càng bóng càng sáng. À, hôm nay em quay buổi tối nó không đẹp. À, các bác phải biết rằng là muốn cái máy nó quay đẹp thì ở cái phòng người ta trang trí đồ hoặc đồng hồ ấy, từ này người ta dùng cái bóng ấy, nó lên chân kính lắm, nó dùng nó cái bóng điện nó quan trọng lắm bác ạ. Đây bóng này của mình em thua gì bóng tuýp làm gì, cứ kệ nó đi. Hàng thì báo cáo bác là nó phải nói luôn là nó đẹp như mới luôn. Nào, và tôi xin chờ bác nào có nhu cầu liên hệ em Tuấn. Em Tuấn để cho bác giá quá mềm luôn, khẳng định là không có chuyện 79. Tặng cho bác nửa tiền chỗ đấy luôn. Con này còn bảo hành gần 1 năm nữa, em nhớ là 11 tháng mười mấy ngày nhé. Còn 11 tháng bao nhiêu? Khẳng định cho bác luôn nhá. Ok chưa? Còn bảo anh 11 tháng mười mấy ngày luôn. Ok chưa? Đấy. À, sau đây em Tuấn sẽ hướng dẫn các bác cái cách để tháo pin nhé, cách để tháo pin con này. Bởi vì có nhiều bác sẽ không biết tháo pin, dòng này thì em Tuấn bỏ tay ra. Đây, bởi vì là khi để tay nó vân. À, khi các bác muốn tháo pin, đây là pin nằm trong này nhé. Con này có sạc theo này. À, pin còn một quả pin theo nữa nhé, pin theo. Khi bác muốn tháo pin này thì bác nhìn cái lẫy đây này, có nhìn cái gậy lên chưa? Gậy lẫy lên nhá. Nhìn nhá, xoay này. Kéo lên này, kéo lên tí. Hơi kéo lên. Đấy, xoay này, kéo lên xoay một tí, xoay ngược này. Nó ra này. Nhìn chưa? Nó ra. Đấy. Ra chưa? Đây, pin của Vertu đây. Máy đang khởi động nên em không muốn nhấc pin ra nhé. Đấy, nó pin của Vertu. Không có nhấc xoay lại, xoay ra để cho ép ốp vào. Khi nó lọt vào cái thì bác thả, gặp cái lẫy lại. Đấy là khóa lại. À, các bác muốn tháo sim, nó nhìn thấy cái lẫy các để cái mặt máy như này đúng không? Máy như này. Mặt máy như này. Bác nhìn này cái lẫy này, gãy này. Gạt cái lẫy bên này nhá. Gạt đây này. Đấy, thì cái đỉnh sim nó đã bật lên rồi, cái khay sim nó lên rồi. Đây. Nó nhìn khay sim nó lên đi chưa? Đấy nhá. Đây này, khay sim nó nhìn thấy chưa? Đấy nhá, cậy này. Đấy, nó lên. Ok chưa? Này. Cái này em phải ấn tay này cái mới kéo được ra. Đấy, ra này. Nó hơi chắc tay các bác ạ, cảm giác thì nó hơi ghê ghê tay. Nó ra. Giờ em để cái vỏ, em để sẵn cái vỏ sim như này, không cần vỏ nhé. Đấy, ok chưa? Này. Khay của nó vàng hết, vàng ươm luôn. Nó nhìn thấy chưa? Vừa tu luôn. Đấy, ấn xuống. Nhớ nhá. Cậy cái lẫy này ra nó bật lên. Chứ nhiều bác không biết là cứ thế này thò tay giật là nó tung luôn đấy. Nó có lẫy đây này. Này thôi tranh thủ ở đây cũng hướng dẫn các bác luôn. Còn dòng này thì báo cáo bác đấy nhá. Màn hình tảng hình là gì? Đây, tảng hình là như thế này. Là bác không nhìn thấy bàn phím số nhá. Nhưng bác chỉ cần ấn đây cái là nó hiện số luôn. Đấy, bàn phím tảng hình luôn. Đời con này tảng hình còn cao hơn đời con kia đấy. Các giao diện của nó trong này thôi. Nói chung là nhanh lắm. Đấy, con này đấy. Bác nhìn được nhỏ tí đây nhỉ. Thế mà lúc mới sản xuất ra lại gần 300 triệu. Không biết là mua về để làm cái gì. Hả bác? Mua này về làm gì? Thế mà sao nó vẫn cứ đẳng cấp nhỉ? Gần 300 triệu. Rồi, bác nào có nhu cầu liên hệ em Tuấn nha. Khẳng định là không có giá 79 như kia đâu. Tặng cho bác một nửa tiền. Liên hệ em Tuấn, con này còn bảo hành hơn 11 tháng. Chào bác. Này, nút nguồn tắt đây bác nha. Đây là nút nguồn này. Giữ đây này. Đó, tắt. À, quên mất, không đọc cho bác cái số email mà báo cáo với bác là em chỉ có đúng một con này thôi, chẳng có ai có cả con như thế này nữa đâu, bởi vì con này là dòng này là khác, không có đâu. Email. Em bao hàng zin hàng xịn cho bác luôn, bác nào cần em gửi email cho, không có gì đâu mà. Có nhiều đâu mà có mấy con thôi nhé. Ok chưa? Rồi. Em Tuấn chào các bác nào nhu cầu liên hệ với em Tuấn.